Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe Hoàng Mến đó các bạn. Và đây là địa chỉ nè. Số điện thoại của anh Mừng là 0918730823 ha. Số điện thoại này để các bạn điện gọi vào tư vấn giá cả cũng như là vấn đề trả góp. Thì hôm nay theo yêu cầu của các bạn mình đến đây mình quay một chiếc xe Vario cũ đã qua sử dụng, rồi mình báo giá luôn nha các bạn. Ở đây ha, đây là chiếc xe Vario 150 nha các bạn. Theo như anh Mừng nói là xe này đời 2018, màu bạc mờ nha. Mình sẽ quay chi tiết rồi mình báo giá luôn cho các bạn. 150. Mình sẽ có nổ máy cho các bạn luôn ha. Dàn áo bên ngoài thì các bạn nhìn thấy nè, nó không có vết chạy luôn các bạn, còn khá mới ha. Mình sẽ có báo giá luôn nha các bạn ở gần cuối video nha. Đây là cặp chìa khóa đeo xe nè các bạn ha, còn đủ một cặp nha. Màu bạc mờ, các bạn nhìn kỹ nước sơn ha, nước sơn dàn áo bên ngoài là không có vết chày đó các bạn. Và đây là biển số nha, 88671. Xe đi được 15.000 cây số rồi các bạn. 15.000 cây số nè.
Các bạn nghe tiếng máy này ha. Nhìn chung thì xe này còn khá mới đó các bạn ha, còn khá là mới. À, chỉ mới đi có 15.000 cây số thôi. Rồi mình sẽ báo giá luôn nha, thì anh Mừng sẽ bán chiếc xe này với giá là 43 triệu đó các bạn. Vario 150 nha các bạn, 150 nha. Rồi, các bạn thấy là cửa hàng thì có bán rất là nhiều dòng xe, từ xe cũ đến xe mới luôn, và luôn những dòng xe nhập ha, như Vario chẳng hạn nè, rất là nhiều. Rồi dòng xe Honda chính hãng cũng có luôn, và luôn những dòng xe như là của Yamaha, Suzuki nè, đó, dòng xe số phổ thông nữa, và những dòng xe cũ thì rất là đa dạng. Và xem này ha, thì trước đây mình cũng có đến đây mình báo giá dòng xe cũ ở đây rồi, như là GGV nè, BCX nè, SH nè, và luôn những dòng xe côn tay đã qua sử dụng rất là nhiều ở đây. Thì những bạn nào có muốn tư vấn về dòng xe nào đó hay là giá cả, cứ điện thoại cho anh Mừng nha. Số điện thoại của anh Mừng là 0918730823 đó các bạn. Và đây là địa chỉ cửa hàng luôn, ở Mỹ Xuyên nha. Rất là nhiều luôn, xe mới và xe cũ đều có ở đây hết. Và cửa hàng cũng có hỗ trợ mua trả góp đó các bạn, hỗ trợ mua trả góp luôn, có thể là không cần trả trước đó các bạn ha, hỗ trợ mua không cần trả trước luôn đó, tất cả dòng xe ở đây. Rồi những bạn nào quan tâm thì cứ alo cho anh Mừng nha. Chiếc xe Vario lúc nãy là giá 43 triệu đó các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.